tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải gấp rút tổ chức Hội nghị Trung ương 10 sớm hơn dự định. Truyền thông nhà nước bất ngờ đưa tin Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 đã chính thức khai mạc vào ngày 18 tháng 9, sớm hơn thường lệ. Việc Ban chấp hành Trung ương Đảng cho họp sớm một cách bất thường, theo giới thạo tin, nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trước khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công du Hoa Kỳ vào đêm ngày 21 tháng 9 tới đây để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Như vậy, hội nghị này họp ngay trước thềm chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm. Việc liên tiếp diễn ra các hội nghị trung ương bất thường cũng như đẩy sớm thời điểm họp Hội nghị Trung ương 10 đã cho thấy nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không yên ổn chút nào, trong khi quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là không suôn sẻ. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đổi mới thể chế chính trị, hội nghị sẽ tập trung thảo luận để có đột phá chiến lược và tập trung cao nhất cho đột phá về thể chế. Cụ thể, làm tinh gọn bộ máy tổ chức của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các tổ chức chính trị xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với chính quyền cấp dưới theo phương châm địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Đáng chú ý, bài phát biểu khai mạc của ông Tô Lâm còn cho biết như sau. Trung ương, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát. Nhưng không hề nhắc tới vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khả năng cao là Hội nghị Trung ương 10 lần này sẽ là nội dung kiện toàn các chức danh và điều động một số lãnh đạo cấp cao, cũng như sẽ tập trung cho việc chuẩn bị cương lĩnh và phê duyệt quy hoạch nhân sự chủ chốt cho Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trao lại chức danh Chủ tịch nước để tập trung cho công việc lãnh đạo Đảng. Phải chăng đây là động thái của Tổng Bí thư muốn rút củi đáy nồi để giảm phản ứng quyết liệt từ phía tướng lĩnh quân đội trước chuyến đi Mỹ của ông? Theo giới phân tích quốc tế và việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời để lại một khoảng trống quyền lực rất lớn. Đồng thời, sự thăng tiến quá nhanh của Chủ tịch nước Tô Lâm chính là nguồn cơn của tình trạng bất ổn trầm trọng như hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, việc khôi phục lại cơ chế lãnh đạo tứ trụ sẽ giúp trấn an những mối quan ngại trong Đảng cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, nhân sự của Bộ Chính trị hiện nay có 15 thành viên, trong đó có 6 người đi lên từ công an mà chỉ có 3 người từ quân đội. Cho nên, việc để cho nhân sự quân đội nắm giữ một ghế tứ trụ cũng phần nào giải tỏa, giảm bớt sự căng thẳng giữa hai phe cánh quan trọng nhất là công an và quân đội tại Việt Nam. Việc đẩy nhanh tiến trình vừa kể trên thông qua việc tổ chức sớm Hội nghị Trung ương 10 cũng là cách để ông Tô Lâm tránh tình trạng đêm dài lắm mộng. Càng kéo dài thời gian bao nhiêu sẽ càng tạo điều kiện cho ban lãnh đạo Trung Quốc sử dụng quỷ kế để mà chia rẽ nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng xin nhắc lại, ông Tô Lâm công du Mỹ lần này giữa lúc mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chấm dứt, đặc biệt là mối quan hệ của phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm đang có cách tranh chấp quyết liệt với phe tướng lĩnh quân đội. Học giả Trương Nhân Tuấn từ Pháp cho rằng việc phân chia phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành từ lâu, nhưng đã đến lúc các phe nhóm trong Đảng phải xác định là chỉ có hai phe, đó là phe theo Trung Quốc và phe có khuynh hướng độc lập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải gấp rút tổ chức Hội nghị Trung ương 10 sớm hơn dự định. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nhà nước Việt Nam đang vét túi dân với cách thức tinh vi như thế nào? Cơn bão số 3 Yangqi đã gây ngập lụt từ 20 trên 25 tỉnh, thành phố ở miền Bắc Việt Nam. Tính đến tối ngày 15 tháng 9, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết bão Yangqi đã làm cho 292 người chết, 38 người mất tích, 1.900 người bị thương. Ngoài ra hơn 168.000 căn nhà đã bị hư hỏng và hàng chục ngàn hecta đất canh tác bị ngập úng gây thiệt hại nặng nề. Con số này vẫn tăng lên mỗi giờ. Ngay lập tức, ngoài sự ủng hộ của quốc tế, các tổ chức nhà nước cùng các tổ chức thiện nguyện của tư nhân đã nhanh chóng huy động nguồn lực để giúp đỡ đồng bào ở các khu vực bị thiên tai.
Được biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động được hơn 1.000 tỷ đồng đóng góp. Đáng chú ý, với mọi năm, cơ quan này đã thông báo sao kê nguồn thu ngay lập tức. Mới nhất, sao kê phần chi cho các tỉnh, thành phố cũng bắt đầu được công khai. Tuy nhiên, nguồn lực của cải vật chất huy động được cũng không thể đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ hiện đang rất lớn. Trên mạng xã hội đã có ý kiến đề nghị chính phủ cho sử dụng tiền của quỹ vaccine huy động được trong đại dịch COVID-19 với số tiền 3.000 tỷ đồng đang gửi tại các ngân hàng thương mại để mà lấy lãi. Theo bài, hơn 3.100 tỷ đồng quỹ vaccine phòng COVID-19 đang được quản lý ra sao trên báo An ninh Thủ đô. Vào ngày 23 tháng 7 cho biết, tổng số dư của quỹ này tính đến cuối tháng 6 năm 2024 còn 3.136 tỷ đồng. Theo kho bạc của nhà nước, khoản tiền quỹ đó đang được gửi tại các ngân hàng thương mại. Các cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án để báo cáo cấp thẩm quyền cho chấm dứt hoạt động và giải thể quỹ. Quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập theo quy định số 779 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành quản lý quỹ cũng được thành lập và tổ chức thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại theo nguyên tắc cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định. Tổng số tiền huy động của quỹ này là gần 11.000 tỷ đồng, đã chi 7.600 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine là 7.600 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine hết 4,6 tỷ đồng. Số còn lại đang được gửi tại 4 ngân hàng thương mại bao gồm Vietcombank, Vietinbank, BDV, Agribank và Ngân hàng Nhà nước với lãi suất khoảng 3,3% mỗi năm và 3% trong từng kỳ hạn gửi tiền là 3 tháng và 1 tháng. Cho đến nay, số tiền lãi là hơn 176 tỷ đồng. Tuy nhiên, liên quan đến việc nhà nước vận động đóng góp cho quỹ vaccine phòng COVID hay quỹ hỗ trợ ứng cứu thiên tai đã phát sinh rất nhiều vấn đề gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương dựa vào sức dân, nói một cách khác, chính quyền tìm mọi cách để vắt sức của dân. Hơn thế nữa, việc kêu gọi các cháu bé trong độ tuổi học sinh tham gia đóng góp quỹ từ thiện là điều thực sự vô lý. Nếu kêu gọi đóng góp thì chỉ nên kêu gọi những người đang ở trong độ tuổi lao động và có việc làm, chứ kêu gọi các cháu bé đang sống nhờ cha mẹ là điều hết sức phản cảm. Bây giờ là lúc người dân đang cần nhà nước giúp đỡ, thì họ lấy đâu ra tiền để đóng góp theo ngày lương? Phải chăng nhà nước muốn vét đến đồng bạc cuối cùng trong túi người lao động? Trách nhiệm của nhà nước là phải lo cho dân, vì người dân đã đóng thuế đầy đủ cho nhà nước. Ở các quốc gia khác trên thế giới, hoàn toàn không có việc chính quyền đứng ra huy động dân đóng góp như thế, bởi lý do như vậy, đặc biệt là các cháu chưa đến độ tuổi lao động. Việc kêu gọi huy động là công việc của các tổ chức phi chính phủ hay các tổ chức xã hội dân sự trên nguyên tắc. Vấn đề gì tư nhân đảm trách được thì nhà nước sẽ không tham gia. Theo giới quan sát quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã và đang vận hành một nhà nước có khả năng huy động sức người, sức của theo một cách thức hiện đại tinh vi mà dân chúng không thể nghĩ tới. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Nhà nước Việt Nam đang vét túi dân với cách thức tinh vi như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.